chào mọi người, mình tên là Lưu Gia Tài, mình đến từ trường Đại học Sài Gòn. Trong trận chung kết này mình sẽ hát lại một ca khúc rất là quen thuộc, đó là ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, nhưng mà mình sẽ thêm vào đó một chút gì đó mới lạ hơn. Mọi người hãy cổ vũ cho mình nhé.